Giờ em sẽ quay cái phần máy móc để nhà mình xem nè. Máy số lên đó nè. Máy đẹp nha các bạn, máy đẹp ha. Nói chung cái dòng xe rẻ tiền này. Rồi, tổng chào cả nhà nha. Thì hôm nay quay trở lại với công việc mua bán ô tô cũ của Tòng An Phát. Thì Tòng An Phát mới về thêm một con xe Jac ha, công nghệ Isuzu nha cả nhà ơi. Đó. Em này là tải là một tấn, để em coi chính xác hơn là 1 tấn 750 thì cho nó 1 tấn 8 nha cả nhà. Đời 208, xe mới vừa xét đăng kiểm trong ngày hôm nay luôn nha. Mới vừa xét trong ngày hôm nay luôn cả nhà ơi. Tới cuối tháng 9 năm 2023 nha cả nhà ơi. Đó, xe này công nghệ Isuzu, máy lớn, máy 3008 nha cả nhà. Xe thì hiện trạng rất là đẹp, rất là liền xe luôn. Xe được em sơn lại cái màu rau củ quả nha cả nhà, màu cà rốt ha. Rất là tuyệt vời ở mặt trời luôn. Nếu mà anh chị em bà con nào thích một sự mà sáng chói ha, không hề nhẹ thì cứ alo cho Tòng An Phát và số hotline của em nha. Số 0988 454 318 nha cả nhà ơi. Thì xin cả nhà hãy bỏ ra cho em chút ít thời gian để theo dõi hết cái video này, xem cái xe này nó có chất lượng, nó hoàn hảo tới đâu thì cả nhà mình hãy liên hệ lại cho em nha. Xe này được sản xuất vào năm 2008, máy cầu số công nghệ Isuzu, máy lớn ha, máy 3008. Xe này nếu anh chị em bà con nào đã từng xài và từng chạy qua rồi, nói chung trong các loại xe thì nói chung là mua được con Jac nào về là bán nhanh lẹ con Jac đó. Nói chung là giá tiền nó rẻ, thứ hai là máy số rồi nó nhẹ nhàng, nó ngon cả nhà ơi. Nói thẳng là máy số nó nhẹ nhàng, nó ngon ha. Đó, anh chị em bà con nào quan tâm thì gọi ngay cho em nha. Con này thùng dài 4 m nha cả nhà, dài 4 m. Đó, đời 208 thì em xin báo giá luôn cho cả nhà mình cùng biết. Thì em xe này bên em đang chào bán với giá là 90 củ nha, 90 củ khoai ha. Nói chung nội thất còn tương đối sạch sẽ liền lạc. Đời 208 nha. Đây ha, sổ siết nè. Em này em ngại quay cái sổ lên thì em chụp gửi qua Zalo cho bà con mình nha. Đó, em chụp gửi qua Zalo cho bà con mình. Đó, thì bà con quan tâm thì gọi ngay chị em nha. Đây ha, máy số thì công nghệ Isuzu, anh chị em bà con nào chạy rồi thì hiểu rồi ha, không có cần phải nhắc nhiều nha. Đó, bà con nào nhanh tay thì gọi ngay cho em ha. Vì cái dòng này cũng rất là dễ bán, 90 triệu ha. Bớt lọc lát khoai củ cho cả nhà của mình. Vỏ lớp em nói nè, nói chung vỏ lớp thì không phải bàn nha, thùng sàn khỏi phải chê. Này là được một cái là 2 vỏ lớp này mới thay nè. Đó, 2 vỏ lớp mới thay, vỏ bên kia còn khoảng 70-80% nha cả nhà ơi. Khung gầm taxi rồi còn liền xe nha, xe taxi vẫn còn nguyên bản chưa sơn lại nha cả nhà. Đó, giá tiền xe khởi nghiệp. Đó, lâu lâu mới về được một em Jac thì cả nhà nào nhanh tay thì gọi ngay cho em ha. Và số hotline của em ha, số 0988 454 318. Và đặc biệt cả nhà hãy gọi điện trực tiếp trên Zalo cho em cái số em vừa đọc nha. Đó, gọi điện cho em, cứ gọi điện cho em, nhiều lúc Zalo em nó đầy nhiều người kết bạn quá, em không có chấp nhận hết nha cả nhà. Đó ha, đó, cả nhà mình hiểu và thông cảm giùm em nha. Con này sàn ton cả nhà ơi, sàn ton nha, không phải sàn inox nha. Vách thì vách inox nè. Đó, nó kèo cột là bạc mới hết nha, tất cả là mới hết nha, kèo với bạc là mới hết. Đó, khung gầm mảy số là cực kỳ ngon ha, vỏ lớp tương đối sạch sẽ đẹp đẽ nha, giá 90 củ nha. Nè, lớp bên này còn có khoảng 7-80 ha, 7-80%. Xe có sao báo vậy cho cả nhà mình biết ha. Đó, để khỏi mất công thời gian của bà con mình đến xem xe, khỏi mất công thời gian của bên em, để cho bên em không có khỏi mất công. Đó, nói chung là mất công đôi bên đó, quay cái xe chính xác này. Mắt mình nắp dầu, kiếm mình nắp dầu mới cho cả nhà mình. Vỏ lớp đẹp ở trong con này, 2 lớp đầu còn cỡ khoảng 60-70, lớp sau thì đẹp hơn lớp đầu một chút ha. Cái đây thì nó bị xước ra rồi cả nhà, nó bị xước ra thì bắn ốc vô ha. Trần, cái trần này hơi xấu, cái trần này bà con là muốn lợp lên 3D 5D cho sạch sẽ đẹp đẽ. Nói chung xe cũng mới về cho nên nó hơi bề bộn, chưa dọn dẹp lâu chua gì hết. Đó, cả nhà nào thực sự quan tâm em thì hãy gọi lại cho em nhé. Và bây giờ em sẽ nổ máy, cả nhà mình cùng nghe âm thanh tiếng máy nó nè, để cả nhà hiểu rõ hơn cái âm thanh cái máy móc của em nó. Rồi em sẽ quay cái máy luôn cho cả nhà mình xem nha. Máy soi em nó có thể như thế nào nhé. Đó, bình nè, đề nè. Cái này dây của ro nó khô quá, xịt nước nó kêu. Máy cực kỳ ấm luôn nè. Máy em nó thì ấm lắm, máy cực kỳ ấm, giá rẻ. Đây, bà con mình nghe cái tiếng máy là bà con mình hiểu được cái máy nó mạnh, nó lực cỡ nào. Giờ anh sẽ quay cái máy cho bà con mình xem nha. Rồi ha, giờ em sẽ quay cái phần máy móc để nhà mình xem nè. Máy số này nó nè, máy đẹp nữa nha, máy đẹp ha. Nói chung cái dòng xe rẻ tiền này á thì giá nó bà con nào mà có việc rồi á, có hàng rồi á thì chỉ cần một mùa thôi là bà con mình lấy được cái xe rồi, xong rồi còn dư luôn cái xe rồi. Đó, rất là dễ nha. Là Olin, thứ hai là Jac ha, thứ ba là con và thứ tư là cái dòng TMT Cửu Long. Mấy cái dòng đời giá thấp đó nha, còn mấy dòng đời cao sau này gì đó nó liên danh nhiều hãng thì mình không nói ha. Thì có dòng Jac này với dòng Olin là có nhẹ nhất nha cả nhà, có rất là nhẹ nhàng luôn, có bao nhẹ luôn đó. Jac rồi Olin đó là các dòng xe số má nhẹ nhàng. Thì qua đây em xin chúc tất cả bà con của mình gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Thì thôi đến đây em xin kết thúc cái video và mong sớm nhận lại những phản hồi tích cực từ anh chị em bà con của mình. Và mong anh chị em bà con mình hãy trước khi rời màn hình đi thì hãy nhớ cho em một nút đăng ký kênh, một chuông và để lại một bình luận bên dưới nha. Rồi em xin chào cả nhà nha.